Ok, Rick. Dạ, thưa sư phụ, đồng tu là có một số câu hỏi sau đây. Kính thưa sư phụ, con đã thọ tâm ấn được 3 năm, nhưng quán âm không có được tiến bộ cho lắm. Khi ngồi thiền chỉ nghe một thứ âm thanh như tiếng dế kêu, không được nghe âm thanh gì khác. Có điều là nếu như con quán âm khoảng một tiếng đồng hồ sau đó nằm xuống thì có thể nghiệm như là người bay bổng lên, lên xuống rất nhanh. Có lúc trong khi bay con thấy con có ánh sáng, lúc không có, nhưng mà âm thanh rất lớn. Xin sư phụ giảng cho con tại sao con không được thể nghiệm này trong lúc con ngồi thiền. Vậy tốt, đâu có gì đâu mà complain, đâu có gì đâu mà phải than phiền. Thì nhiều khi mình không có thể nghiệm này, mình có thể nghiệm kia, cũng đều là thể nghiệm hết. Nè, như vậy là tốt lắm, tu hành có tiến bộ. Nhiều khi ngồi thiền phải nhớ mình vặn cái máy, cái radio vặn cho nó, nhiều khi nó đổi chút ha. Cũng như mình nghe radio biết không, nhiều khi cái máy mình phải vặn vặn chút cho nên nó đổi cái gì đó, tần số hả. À, nhiều khi mình phải thay đổi cái chiều hướng của cái tay của mình, hiểu không? Hiểu hả? Vặn tới vặn lui một chút hả? Coi cái âm thanh nào mà nó khác đó, nó cao hơn cái âm thanh mà mình thường nghe đó, thì chú ý nghe cái âm thanh đó. Nghe một lát cái nó lớn lên nữa, rồi từ từ cái nghe cái âm thanh đó hoài, cái lên cái cảnh giới đó nữa. Rồi bữa khác chán rồi cái mình vặn vặn qua một chút coi cái âm thanh nào nó cao hơn, cái mình bắt đầu mình nghe, chú ý hả, chú ý cái âm thanh đó nó lên nữa. Nhiều khi ngồi thiền lâu á, làm biến để ý đó, rồi kệ nó, cái âm thanh nào kệ nó, nghe đại, nghe riết nó quen, nó tới hoài. Nó tưởng mình thích nó. Nó nói cái anh chàng này ngồi thiền, mình tới lớn anh cũng kệ, mình tới nhỏ anh cũng kệ nó, anh cũng đâu có để ý gì tới mình, nó ngồi đó nghĩ tới vợ con hay là bác đảng gì đâu, ai biết đâu. Âm thanh nó đâu có thèm tới hả? Chú ý cho kỹ ha, nhiều khi vặn tới vặn lui một chút, hiểu rồi hả? Nói về hiểu rồi hả? Thông minh nói ít biết nhiều nha. Vặn tới vặn lui coi cái âm thanh nào khác lạ đó thì chú ý. Ok rồi, còn gì nữa không? Thưa sư phụ, làm thế nào để từ bỏ thói quen của hoạt động của đầu óc? Sự lôi kéo của nó đã làm trở ngại cho con rất nhiều. Xin sư phụ gia trì cho con. Nó lôi đi đâu vậy? Hả? Đầu óc lôi đi đâu? Hả? Suy nghĩ nhiều quá hả? Suy nghĩ chuyện gì cũng được chứ. Chồng con, bồ bịch, gì? Hả? Chuyện gì cứ? À, viễn tưởng, viễn vông, vớ vẩn. Ôi thiên, cái nghĩ viễn vông vớ vẩn làm cái gì? Thôi đừng có nghĩ viễn vông nữa. Khi nào nghĩ thì mình bắt cái đầu óc mình nó lôi trở lại nhé. Ok. Cái lúc mà mình nhớ lại, mình thấy nó nghĩ viễn vông, mình nhớ lại, mình lôi nó trở lại liền. Hả? Lôi lại. Hả? Mà cũng khó lo lắm rồi. Sao? Nó cứng khó lo lắm rồi. Biết rồi. Thì chừng nào mình nhớ được mình lôi lại, chứ giờ làm sao bây giờ? Hả? Câu hỏi thứ hai, đời sống tu hành tốt là như thế nào? Phải làm sao mới thực hiện được? Xin sư phụ khai thị. Thì có cái cuốn sách nhỏ nhỏ đó. Bác Hải dặn rồi. Hả? À? Hỏi hoài. Trừ năm giới, hả? Tu hành ăn chay đàng hoàng, tinh tấn ngồi thiền cho nhiều. Đừng có nghĩ xấu cho người khác, mà lúc nào cũng nên nghĩ về việc tốt. Khi nào mà mình bị thử thách cái gì đó thì cũng ráng nghĩ về việc tốt, hoặc là cầu nguyện trời Phật bên trong, sư phụ bên trong giúp đỡ. Con muốn tu hành cho tốt nhiều hơn, nhiều lắm rụng mà hả? Nó khó khăn lắm cho nên con buồn. Hỏi mấy người này có người nào dễ không? Có ai dễ không? Giơ tay coi coi. À, cả đám giống y à, em mới kêu là đồng chí. Ráng hả? Ok, vậy nó mới vui chứ, tu mà cái rụt thành Phật liền nó buồn chết. Chán một hả? Mấy người Việt Nam giỏi lắm hả? Tu hành chỗ dễ đâu có chịu đâu. Chưa xuống đã muốn đầu thai mấy cái chỗ khó vậy, tôi chơi cho vui à.
ráng chịu à. Tại muốn khó cho khó luôn. Qua đây được là hay lắm rồi à. Ok, ráng thêm nha cưng. Cảm ơn sư phụ. Mà thôi đừng có trách cứ mình quá, phải không? Mình sống ở cái đời sống này nó đâu có dễ tu hành đâu. Nhất là trong cái trường hợp mà của mình á, đất nước mà nó khác với đất nước người ta. Thì được cái nào hay đó, miễn là mình thành tâm mình muốn tu hành thì trời Phật có chứng tri cho mình hết. Bất cứ một giờ một khắc nào mình nghĩ tới tu hành là lúc đó có sổ sách ghi đàng hoàng nè. Ok, đừng lo. Không cần phải không cần phải nói là mình phải tu lên chứng cái gì cái kia đó, miễn mình thành tâm trời Phật có giúp đỡ hết. Okay. Nhưng mà nhiều khi mình tu mình thành mình không biết nhá. Khi nào mà khi mình ngủ á, sư phụ kéo lên mấy chỗ kia đi chơi đi về quên cho chừng. Mệt ngủ ly bì. Thưa okay. Sư phụ, dạo này con ngồi thiền quán ánh sáng, con hay bị tạp niệm, nên con hay nghĩ đến sư phụ và hình dung ra chân dung của sư phụ để khỏi bị tạp niệm. Và con cứ quán chân dung của sư phụ hơn là quán ánh sáng. Con xin hỏi sư phụ, như vậy có được không? Xin sư phụ khai thị. Tức là ngồi nghĩ hình dung đó sư phụ hả? Thay vì được, được, không sao. Muốn sao cũng được ha. Miễn ngồi chăm chú được rồi ha. Mình nghĩ tới sư phụ cũng được. Tại sao phải cố ý nghĩ sư phụ chi mất công nhờ? Hả? Nhớ hả? Nhớ, nghĩ chừng hết nghĩ thì quán ánh sáng sao cũng được hả? Đổi tới đổi lui cho nó vui hả? Okay. Thưa sư phụ, khi con quán ánh sáng con ít tập trung, bây giờ con mới biết là con đọc năm vị bị sai và đọc nhanh quá. Rồi sao? Thì chậm lại hả? Chậm lại ha. Thường thường buổi sáng chị hay có niệm á, nó nghe lại ha. Ok. Và khi con quán âm thì chỉ nghe tiếng gió thổi mà và rất nhỏ, như vậy có sao không? Có sao chứ, tức là không nghe mấy tiếng kia. Thì nghe được tiếng nào hay tiếng đó, còn không đổi tần số hả? Vẫn tới vẫn lui coi cái nào hay hơn mình nghe một chút. Có cải lương rồi gì đó nha. Kính thưa sư phụ, con thường thấy hai đốm trắng, có khi đen, có khi trắng, có khi hình dạng khác nhau, chỉ trừ lúc quán âm và quán quang là con không thấy hai đốm đen trắng này. Làm sao? Tại sao? Làm sao? Thì lúc thấy hai chấm trắng, lúc thấy hai chấm đen, cái gì đâu làm sao? Ráng thêm chút cho đặng thấy hào quang cho nó vui hả? Sáng sủa chút. Trắng đen hoài coi chán quá. Có tivi màu rồi không coi hả? Tại bát chuối không có đủ hả? Ráng thêm chút nè. Có lúc con ngồi thiền con bị hôn trầm, sức chú ý mắt trí huệ của con bị rớt xuống dưới, như vậy tại sao? Thì đã nói rồi, sao rồi? Thì vậy mới thấy trắng đen hoài. Nhà nghèo ráng chịu. Ráng thêm đặng kiếm thêm công đức rồi có tivi màu coi nha. Trong đầu con có những ý nghĩ con không kiềm chế được, như con đang niệm Phật thì nó niệm xen vào những câu bậy bạ. Con phải làm sao để tránh tình trạng này? Xin sư phụ dạy cho con, vì mỗi lần như vậy con rất lo sợ thất lễ với Phật Bồ Tát. Đừng có lo ha. Cái đầu óc mình nó vậy đó. Mình đâu phải cố ý đâu. Miễn là mình hết thành tâm được rồi ha? Nói rồi nãy rồi ha. Cái thế giới này ai cũng vậy hết á. Tại cái đầu óc của nó lúc nào nó cũng thâu vô những cái hình ảnh mà băng mỗi ngày đó. Cho nên mình khi nào mà mình ngồi thiền á, mở ra. Cũng như tối ngày nghe cải lương á, lúc ngồi thiền cứ hát năm câu giọng cổ hoài. Năm câu thành giọng cổ. Người ta hát có một câu giọng cổ, mình năm câu cũng giọng cổ. Còn nhiều khi nghe cái gì hay hoặc nghe cái gì dở, tối ngồi thiền nó cũng cứ văng vẳng bên tai, nó quần tới quần lui hoài, phải không? Thì bởi như vậy cho nên mỗi tối mỗi sáng chúng ta phải ngồi thiền để mà rửa sạch những cái bậy bạ đó cho nó trong sáng lên hả. Có lúc con chiêm bao thấy đi đường bên tay trái, có phải con làm gì sai nên bị như vậy không? Không có sao đâu. Không phải vậy. Ok.
Có lúc con đang ngồi thiền thấy cảnh vật hoặc người ta ở dưới mắt trí huệ. Có phải như vậy là con chưa tập trung không đủ? Xin sư phụ dạy con. It's okay. Không có sao đâu. Tập tiếp. Kéo nó lên. Hả? Tại không quen. Chào mừng sư phụ thương kính. Thời gian qua con quán ánh sáng có khó khăn. Nơi mắt trí huệ và hai mắt thường, cơ mạch chuyển động thường nặng nề. Có lúc có nhiều căng thẳng, nhất là ban ngày. Còn ban đêm và buổi sáng thì con thiền quán quang thì ít căng thẳng và nhẹ hơn. Kính xin sư phụ từ bi chỉ dạy cho con để con sớm vượt qua khó khăn này. Về phần quán âm thì con cảm thấy tốt. Cảm ơn sư phụ. Ok. Bác cứ ngồi tiếp. Nó sẽ bớt. Hả? Mấy ngày nay ngồi thiền nó sẽ bớt liền. Kính thưa sư phụ, ngày con được thọ pháp, con được nghe thấy âm thanh cao và ánh sáng rực rỡ. Nhưng khi về nhà, cho đến giờ, con không được nhìn thấy ánh sáng và không còn được nghe âm thanh như lúc được thọ pháp, mà chỉ nghe được những âm thanh thấp hơn. Như vậy, sự tu hành của con có gì thiếu sót? Xin sư phụ dạy dỗ. Không phải vậy đâu, không phải thiếu sót. Hả? Nhiều khi mình, cái lúc mà truyền tâm ấn á, thì sức gia trì của Phật Bồ Tát đó. Cho nên nhiều khi chúng ta nghe được những âm thanh nó tốt hơn, ánh sáng huyền diệu hơn. Mà khi về nhà nhiều khi mình tâm thần nó bớt tập trung quá, bớt đi hả. Ở đó thì trong lúc đó thì lúc cái tâm mình lúc thành tâm á, cầu đạo cái lần đầu tiên á, thành tâm hơn, nhận được sức gia trì dễ hơn. Chứ không sao đâu, thôi ráng hả? Kính thưa sư phụ, con làm tài xế, khi khách yêu cầu đưa đến các điểm vui chơi và nhà hàng đồ biển tươi sống, con phải làm sao để làm giúp cho con trọn vẹn được đường tu học? Tôi đi chơi chỗ nào? Nhà hàng nhảy đầm rồi nữa hả? Phải không? Vô đó nhảy luôn cho vui, làm gì sợ. Trời ơi, sẵn dịp mà, khỏi trả tiền. Người ta phải trả nhiều tiền lắm mới vô mấy chỗ đó nhảy được. Anh đi vô miễn phí không chịu vô nhảy, đòi hỏi gì, muốn gì. Kệ người ta, chuyện người ta mắc mới gì tụi mình hả? Việc mình làm, không mình ăn chay mình tu hành, còn ai muốn gì công việc mình phải làm đầy đủ. Đấy, mình nhận tiền của người ta, mình làm đầy đủ bổn phận của mình, không cần biết người ta làm gì hả. Okay. Người ta ở ngoài người ta ăn uống như vậy là thường, phải không? Người ta đi tới những cái chỗ mà mua cá mua thịt á, hoặc là khiêu vũ này kia là chuyện thường của người ta, mình đừng để ý chứ hả? Mình không cần phân biệt hả? Một câu hỏi kế tiếp, khi quán âm con hay bị bật ngửa về sau, như vậy có sao không? Bị sao? Bị bật ngửa về sau. Bật ngửa sao hả? Chú cha, làm gì vậy? Người ta tu hành tiến bộ, anh đi giật lui. Chắc lực lượng mạnh quá chịu nổi gì hả? Bật xong mình ngồi trở lại không sao. Kính thưa sư phụ, người tu quán âm có thể kinh doanh trong việc trồng và khai thác cây cao su không? Thí dụ như mướn công nhân cạo mũ cao su. Kính chúc sư phụ Phật thể an khang, hoằng pháp thuận lợi. Tại sao không được hả? Mũ cao su đâu có sao đâu hả? Cô có chú thích thêm là con không biết việc cạo mũ cao su có làm hại đến cây không, có kể là bị phạm giới không. Trời ơi, thì thôi đừng làm hết, ngồi nhà chết đói cho rồi đi. Cây cũng không có cạo được nữa giờ, cạo gì giờ, thôi cạo đầu đi tu cho rồi. Má ơi. Không cạo thì đưa cho tiền cho người ta đi cạo. Mình làm gì, nếu có nghề của mình á, mình thì mình làm kiếm việc làm ăn chứ đâu có gì đâu, phải không? Ok. Cạo rồi cái cây nó liền trở lại, mình không có ý gì đâu. Nó có ý làm thương hại cho nó. Cái cây cao su á, nó sống ra, nó sinh ra là để cho mình cạo, hiểu chưa? Không phải đụng cây nào cũng cạo, cạo cây đó thì ok. Ông cạo cao su làm sao có mũ để tôi làm giày tôi đi. Mệt, chuyện gì cũng hỏi.
Thôi đi cạo cây xà lách đi. Tối ngày ăn đủ thứ rau cải mà cạo cây cao su cũng sợ nữa. Yeah. Kính thưa sư phụ, pháp môn Quan Âm rất tuyệt vời, nhưng nhiều chúng sanh không có duyên. Ngoài việc chờ đợi cho chúng sanh trưởng thành, sư phụ còn có phương pháp nào khác để hộ độ họ nhanh hơn không? Cảm ơn sư phụ. Có, sư phụ đợi chết. Chờ chết. Chờ chết rồi ông khác xuống. Ông làm tiếp. Nhưng mà có lòng thương chúng sanh vậy cũng coi giống Phật chút á. Hả? Con nhà Phật giống Phật thiệt hả? Kính thưa sư phụ, chồng con đã ăn chay 3 năm nhưng chưa thọ tâm ấn. Anh muốn ngồi thiền cùng với con. Con chỉ ngồi quán quan với ảnh thì có ảnh hưởng gì đến việc thiền của con không? Kính mong sư phụ chỉ dạy. Tối ngày ngủ chung với nhau còn ảnh với ổng, ảnh với em cái gì nữa. Mệt quá đi, trời ơi. Thưa sư phụ, khi sư phụ giảng pháp có nói bí quyết để tu hành tiến bộ là phải xả bỏ kể cả những định kiến đúng và sai. Con chưa hiểu được xả bỏ những định kiến đúng là phải xả bỏ như thế nào. Xin sư phụ khai thị thêm cho con được rõ. Okay. Ví dụ như á, hồi đó giờ mình nghĩ là mình giỏi, mình lúc nào cũng làm điều tốt, mình không có làm hại ai, rồi mình cảm thấy là mình rất là go ghê, tiếng Việt Nam go ghê, giỏi. Rồi mình coi thường những người khác, mình chỉ trích người ta, mình cảm thấy là ai cũng thua mình, như vậy tức là kêu bằng chưa có xả bỏ, chưa. Khi mà tu hành cao hơn á, thì mình nhìn ai à, mình không có nhìn cái điều tốt, cái điều xấu của người ta, chỉ nhìn điều tốt thôi. Rồi sau đó mình biết nữa cái điều tốt, điều xấu gì cũng tất cả đều là trời Phật an bài hết, và tất cả những mọi người đều là Phật cả, bất kỳ người ta làm chuyện gì người ta cũng đều là Phật hết. Nhưng mà tại vì người ta đang cái lúc phải kêu bằng gì, phải diễn cái vai trò đó, hiểu chưa? Bây giờ rõ chưa? Rõ rồi ha. Vậy là thông minh lắm á. Thưa sư phụ kính yêu, con truyền tâm ấn đã được 2 năm nay rồi, con có rất nhiều thể nghiệm thật là tuyệt vời. Mỗi ngày sư phụ đều ở cùng con, chăm sóc cho con, không sợ một tí gì cả. Con yêu sư phụ trên tất cả thế gian này. Chấn động âm thanh của con lúc nào cũng có và luôn luôn bao bọc thân thể con. Duy có một điều, gần đây con làm quán âm, âm thanh phía bên tay trái nó cũng lớn như âm thanh từ đỉnh đầu. Con xin hỏi sư phụ, như vậy có sao không? Sao? Có sao? Rồi sao? Phải chú ý thêm bên tay phải hả? Hoặc là chú ý bên trên nhiều hơn. Đừng có nghĩ tới cái âm thanh bên tay trái. Hả? Ngủ á, ráng nằm bên tay mặt á. Cái hả? Hoặc là nằm ngửa lưng á. Cái? Đừng nằm bên tay trái. Nhiều khi nằm bên tay trái lâu quá, nó âm thanh trái nó tự nhiên nó cũng lớn lên. Hiểu rồi? Okay. Nghe điện thoại cũng nghe bên tay mặt hả? Nghe ai cũng ráng nghe bên tay mặt. Thí dụ vậy đó. Có âm thanh gì mình ráng chuyển bên tay mặt vậy, một lát cái nó bớt đi. Nó. Okay. Sư phụ kính mến, con thọ tâm ấn đã được 9 năm. Con vẫn trường chay và tu thiền mỗi ngày. Tuy nhiên con mang chứng bệnh động kinh epilepsy gần 20 năm. Bác sĩ bắt con phải uống thuốc. Do ảnh hưởng của thuốc, nhiều lúc con cảm thấy trí huệ của mình giảm sút rất nhiều. Ví dụ như trí nhớ giảm, học hành không được bằng như xưa, phản xạ chậm chạp, con buồn lắm. Giải pháp cuối cùng của con là ráng tu hành. Con rất mong ý kiến của sư phụ dạy dỗ cho con. Dạ, yeah. Thì chỉ có con đường đó thôi. Hả? Mỗi người xuống cõi trần đều có cái nghiệp riêng của mình. Hả? Thì nghiệp mình sao mình phải ráng mình làm theo đó ha. Nhưng mà nên biết rằng dầu mình có bệnh hoạn như vậy mà mình có được con đường tu hành,
còn tốt hơn là không có gì hết. Nhiều người không có bệnh hoạn gì hết mà cũng không tu, còn tệ hơn mình ha. Cái bệnh hoạn là để cho mình càng cố gắng tu hành thêm. Kính thưa sư phụ, trong Pháp Cam Lồ sư phụ có nói khai ngộ thì dễ, còn giữ được ngộ thì khó. Vậy muốn giữ được khai ngộ phải làm sao? Kính thưa sư phụ, có cô bé đã thọ pháp nhưng bỏ thiền hơn 1 năm rồi. Nhưng khi đến nhà con phụ giúp việc thì cô ấy chịu ngồi thiền trở lại. Như vậy cho cô ấy ngồi thiền trong việc cộng tu của chúng con có ảnh hưởng gì không? Sao đuổi cô ra hả? Không sao đâu kìa, mình tiếp dẫn người ta hả? Cổ động là để người ta tu lại thì tốt chứ. Mình có công đức thêm gì sợ gì vậy? Hả? Tối ngày ngồi chung với bao nhiêu người không tu còn đâu có sao, ngồi chung với đồng tu mà kêu bằng 1/4 đồng tu cũng còn hơn là không có đồng nào. Cô có một câu hỏi tiếp. Trong nhóm đồng tu của con có trò vì áp lực gia đình nên không ở nhà tu hành được và cách ly gia đình, được ông giám đốc cho một căn phòng để ở. Cô ta phải lệ thuộc vào ông ấy nên mỗi rằm tháng 8, rằm tháng 7 là đi tụng kinh với ông giám đốc ấy. Vậy khi cộng tu có ảnh hưởng gì không thưa sư phụ? Cô ấy hứa là 1 năm sau không còn đi tụng kinh nữa, vì ông ấy hiện nói rằng là tại sao tu hành mà không chịu cúng kiến gì cả. Tụng kinh là sao? Tụng kinh cho người chết à hả? À, mỗi năm đi tụng 1 lần tháng 7 hả? Trời, năm tụng có 1 lần gì la lối người ta dữ vậy? Cái đó là cái job của người ta. Công việc làm ăn của người ta. Chị xía vô làm chi ha? Ở nhà người ta đi làm việc cho người ta mà không đi làm theo ổng sao được, phải không? Chút mà cái tâm cô biết thôi gì đâu. Tụng kinh còn đỡ hơn đi nói hành nói tội, chửi bới người ta. Có gì đâu, tụng kinh những lời lẽ trong kinh rất là tốt đẹp. Chỉ trừ khi mình mê muội, mình không biết kinh điển là gì, cứ chấp theo đó lạy kinh lạy điển không có được ích lợi gì thôi hả? Chứ còn khi mình đã khai ngộ rồi tụng kinh thêm tốt cái gì đâu, mình nói những lời của trời của Phật có gì đâu hả? Kính thưa sư phụ, ba con mất đã được 10 ngày, con thấy sư phụ cho ba con đi dự thiền. Như vậy thưa sư phụ, ba con có được giải thoát không, mặc dù ba con còn ăn mặn? 5-7 đời siêu thoát hết hả? Mình ông cụ ông nhầm gì hả? Một người tu bao nhiêu người được lợi ích, không phải kêu bằng một người tu hành khi chính hả, kiểu huyền thăng là chính tầng gia tộc của mình, chính đời của gia đình của mình được siêu thăng. Thì ông già thì dĩ nhiên là siêu trước hết thảy ba ruột của mình mà hả? Một người tu hành công đức vô lượng không thể nói được hết. Đừng nói gì cha mẹ anh em mình siêu thăng, mình đi ra ngoài đường gặp người nào, người nào mình thương, mình yêu, chó mèo mình thương nó cũng lên hết. Ok. Mình là thánh mà, muốn gì cũng được hết. Ok. Chỉ trừ khi cha mẹ nghiệp rất nặng thì nó hơi lâu hả? Nhưng mà được hết á. Thường thường cha mẹ ăn mặn hay là chút mà không có tâm ác độc gì lên liền. Ok. Thưa sư phụ, con nghĩ là khi làm việc tốt hoặc làm công việc như hoằng pháp, trước khi làm con thường cầu sư phụ độ, vì con nghĩ là thành tâm như vậy có được không? Có mất công đức tu hành của con không? Không được, không sao. Thì dĩ nhiên mình làm gì mình cầu cho nó may mắn mà ha? Chuyện nó thường tức là dẫu lúc mình làm việc mình cũng nhớ tới sư phụ, đó là một cái chê khổ gì mà chờ. Cái cỡ lý do hả? Lý do để mình nhớ lại sư phụ bên trong. Bất cứ lúc nào nhớ sư phụ cũng được hả? Làm miệng được, miễn đừng cầu gì bậy bạ thôi hả? Mình đừng có cầu gì để làm hại cho người khác hả? Hoặc là
gì phạm giới làm hại cho mình thì thôi á. Công việc mình làm ăn thì dĩ nhiên mình cầu sư phụ để cho khi mà sư phụ sắp xếp tất cả đó, cái ngã mình không phải là cái ngã của mình sắp xếp mà nó nhờ sư phụ sắp xếp, nên là cũng một sự tốt cho mình. Kính thưa sư phụ, nghe âm thanh bên trái có ảnh hưởng gì không? Âm thanh này không phải từ quán âm mà tự nhiên 24/24, lúc trái, lúc phải và lúc cả hai bên, hoặc ở bên trên, hay đúng hơn là ở bên trong. Đôi lúc âm thanh vang lớn thì con cảm thấy như ngất ngay. Thường thường á, không phải là mình dùng cái tai mình nghe, cho nên cái âm thanh không phải bên trái hoặc là bên phải. Nhưng mà khi nào cái sức chú ý của mình á, nó hơi nghiêng về bên trái, thì dĩ nhiên mình cảm thấy rằng cái âm thanh nó ở phía bên trái. Cho nên khi nào mình nghe cái âm thanh bên trái thì mình lập tức dùng cái sức tập trung của mình kéo nó qua bên phải hoặc là kéo nó bên trên. Hả? Ok. Không có sao đâu, mà đừng để ý cái âm thanh bên trái thì thôi nha. Âm thanh phía sau thì cũng dẹp luôn, đừng nghe. Khúc sau nữa hả? Cái gì? Câu hỏi phía sau của anh là không biết nghe âm thanh nhiều, con cảm thấy xương đầu nó nở to lên. Đó là cảm thấy thôi, chứ cái đầu anh thấy cũng nhỏ xíu đâu có gì đâu. Giống y hồi hôm trước. Cảm thấy thôi hả? Này. Hả? Bên ngoài nó cảm thấy sự thật nó nở to ra hả? Không sao, không sao. Cái lúc truyền tâm ấn sứ giả Quan Âm đã nói rồi, mình đừng nên để ý tất gì về những cái cảm giác của thân thể của mình, anh nhớ không? Không sao, okay. Tu hành là được lắm, không có gì hả? Tiến bộ. Next one. Kính thưa sư phụ, một người vì sai lầm bỏ pháp ăn mặn, nay hối lỗi ăn chay, trở lại bao lâu thì được thọ pháp trở lại? Rồi nói chung chừng 6 tháng coi mà có còn tốt không à, có tiếp tục tốt thì ok. 6 tháng mà không mà có phạm nữa thì phải đi ra trở lại hả? Kính thưa sư phụ, con thọ tâm ấn đã được 5 năm. Thời gian đầu quán ánh sáng và âm thanh rất tốt, tiến bộ rất nhanh. 2 năm về sau này con bị bệnh viêm xoang mũi, đau đầu nhiều. Quán âm thanh vẫn nghe tốt nhưng quán ánh sáng khó hơn và không thấy được mức độ sáng như thời gian đầu. Như vậy con phải làm sao? Ráng lên, ráng tiếp. Bệnh thân thể mệt mỏi á, thành ra cái sức chú ý của mình nó kém vậy thôi. Ok. Nó nghỉ ngơi cho nhiều chút, mà nghỉ ngơi khỏe rồi ngồi thiền. Trước khi ngồi thiền dùng dầu mè xoa bóp chút mấy cái chỗ nó đau quá cho nó bớt đi, dịu bớt hả, rồi ngồi thiền. Hoặc là nếu có đồng tu mà hay là chồng đồng tu đấm bóp lưng này kia cho nó giãn gân cốt, nó khỏe nó... máu chảy tuần hoàn cho đều quá, ngồi thiền nó đỡ thêm. Yes. Kính thưa sư phụ, con hoàn toàn kính ngưỡng và tin tưởng sư phụ là vị minh sư vô thượng và nhiều tài năng nhất. Con cũng cố gắng tu hành mỗi ngày 5-6 tiếng, nhưng con cảm thấy chưa được tiến bộ nhiều. Khi quán quang, con chưa thấy được ánh sáng, chỉ lâu lâu con mới thấy được mặt trăng. Khi quán âm thì con nghe âm thanh rất rõ. Kính mong sư phụ từ bi chỉ dạy. Tội không lâu lâu mới thấy được mặt trăng hả? Bây giờ làm sao đây hả? Tội nghiệp gì vậy? Có biết mấy người mà người ta cạo đầu, người ta tu hành ăn chay nằm đất, mỗi ngày ăn có một bữa đó, mà đi hành khách rồi này, cái cực khổ mưa nắng giải dầu đó, cả đời không có thấy được ngôi sao nữa. Mình lâu lâu thấy được mặt trăng, tội nghiệp ghê á. Trời, con nhà giàu có khác. Kêu bằng nhà giàu đứt tay ăn mày đổ ruột không? Hồi đó không thấy gì hết thì không có sao, bây giờ lâu lâu mới thấy được mặt trăng. Complain, than phiền, chu cha. Kính thưa sư phụ, con truyền tâm ấn đã được 1 năm. Thời gian đầu con có thể nghiệm và ánh sáng, nhưng thời gian về sau này con mất hết thể nghiệm, ánh sáng, âm thanh. Con xin hỏi sư phụ,
Xin sư phụ chỉ dạy làm sao để cho con được trở lại như buổi ban đầu. Nhiều khi ăn uống không có cẩn thận nữa nha. Hoặc là đời sống của mình không có được hoàn mỹ á. Nhiều khi coi chừng có người ai tặng đồ đạc là gì đừng có nhận cho nhiều. Ráng để ý tới thân khẩu ý của mình. Rồi đi tập cộng tu cho đều đều. Ráng ngồi thiền thêm sẽ trở lại. Dạ thưa sư phụ, phần câu hỏi đến đây là chấm dứt. Ok. Cảm ơn các đồng tu.